Có những bà con là cũng mang cả bữa trưa lên khu vực đây các bác này. Đó. Tất cả đều cũng nói chung là khoảng 30 vụ. Thì là đúng là đúng đấy là khu là khu mua là cả cái nước uống thôi. Không có nước uống đúng không? Của tất cả là 30 hủ là còn nữa là cầu đá ra cái khu đá này cơ nên nối ra là chỗ. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với những thước phim tiếp theo trên kênh Thảo Mới Linh. Hiện tại thì Lử đang có mặt ở trên đỉnh Hấu Chua, chỗ đường của bé anh em Siêu Nhân đã làm trong thời gian vừa rồi. Ở phía bên dưới bên kia chính là những cái căn nhà của nhà anh Súa, nhà anh Vư, nhà anh Xà. Đó các bác, trong buổi sáng ngày hôm nay là một cái thước phim rất là đặc biệt trên kênh Thảo Mới Linh. Đó là Lử sẽ đi cùng bà con Hấu Chua ở trên chỗ khu nhà bác Sò cũng như nhà của bác Xính, bác Trơ. Nó trong ngày hôm nay thì bà con ở trên khu vực đó sẽ đi sửa lại ống nước các bác. Hôm nay thì Lử sẽ đi theo cùng với lại bà con để cho truyền tải cho các bác biết về cái nguồn nước của bà con sinh hoạt là nó dẫn từ đâu về nhá các bác. Trong ngày hôm nay thì bà con đi lên trên kia để sửa nước rồi các bác. Các bác biết là trên đây hiện tại thì đang bước vào cái mùa đông, nước về rất là ít, nên là bà con đã phải đi lên trên phía trên này để sửa lại ống nước. Đó, đây chính là xe của bác Sò cũng như là xe của mấy anh em đang để đi sửa nước thế này các bác. Ở phía này Lử đã nhìn thấy có bác Trơ đây. Bác, chào bác Trơ nhá. Đi sửa nước đúng không? Hả? Đi sửa nước à? Sửa nước à? Đi đường này đúng không? Hả? Đi đường bên này à? Ờ. À, bác Châu là đang cầm ống nước đây. Bây giờ là nước không về nữa đúng không? Không phải thế. Bác là cầm sắt à? Ống sắt à? Ờ. Hãy xin mời các bác đi cùng theo chân với lại Lử, đi cùng với lại bác Châu đây để biết rõ hơn về cái nguồn nước chính của bà con Hấu Chua. Bà con này phải ven theo thì một cái đường mòn đây các bác. Đây này cũng là một cái tuyến đường của bà con đi làm việc cũng như là đi lấy củi và đi cắt cỏ bò các bác. Ở phía bên dưới thì Lử cũng có nghe thấy tiếng đập đá của chỗ khu vực nhà của anh Xà, nhà anh Súa. Ở trên đây thì bà con trồng rất là nhiều những cái cây sa mộc để giữ đất các bác. Đi có xa không bác Trơ? Xa chứ. Xa lắm à? Ồ, xa không? Đi trên kia à? Ồ. Ờ. Nước là bây giờ nó không về nữa à? Không về, không về. Bé tí thôi. Bé tí thôi. Đấy, nước là bây giờ không về các bác. Thế bà con tập trung rồi đi lấy nước. Bây giờ vừa rồi lấy cũng có một tốp đi trước rồi. Đội bác Sò là đi trước rồi đúng không? Vậy, thôi. Ờ. Đấy, phải leo lên này các bác. Sáng nay là cắt cỏ bò chưa? Đói. Cắt rồi à? Ờ. Bác Trơ là cũng cho bò ăn hết rồi. Rồi mới tranh thủ để đi sửa ống nước cùng với bà con. Đường dốc nhờ. Kinh trời tổ luôn. Đế sử thôi. Đế sử à? Lấy chỗ phía chứ à? Ừ. Ủa. Chưa bảo đi 40 phút nữa. 40 phút đường đi bộ này mới đến được các bác. Ừ. Mình có phía cho. Thôi. Hôm nay thì sẽ cố gắng để đi theo chân là bà con. Để cho các bác biết rõ về cái nguồn nước của
và con hấu chua. Mệt đấy. Nó có thể từ trên này nhìn xuống là những cái căn nhà của bà con hấu chua đây. Hiện giờ thì ánh nắng mặt trời bắt đầu len qua những cái khe núi này các bác. Có nặng không? Tông mà chất tập của cái núi trồng. Chất thừa. Cái núi. Bác Trường nói là những cái cây sa mộc đây đều là của nhà bác Trường nha các bác. Họ rất là lớn nữa. Chất thừa. Bao nhiêu tảng của tôi? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Ở dưới này là của nhà A Pó, những cây sa mộc đây. Sa mộc to đấy. Mấy cái cây này có bán không? Bán chứ. Bán à? Ờ. Không có tiền thì bán. Không có tiền thì bán à? Ừ. Mấy cây này mà lấy về thì làm nhà thì cũng được đấy. May quá đi lên đây lại gặp bác chưa. Ở này rau phở. Cái bà đang cất cổ bò đây. Mẹ của anh xa các bác. Ở tuần này phải sao ni rồi. Ở màn này nhá. Ừ. Rồi, mời các bác tiếp tục đi theo chân lự để lên trên cái nguồn nước của bà con. Hiện giờ thì đã vượt qua được một quả đồi rồi các bác. Đây là những cái bãi cây ngô khô của bà con. Sau khi thu hoạch bà con đã dựng ở đây để sau này bà con sẽ lấy về nhà đốt cho các bác. Tại đây thì lửa đã nghe thấy tiếng của bà con xì rào ở trên kia các bác. Mọi người đang nói chuyện trên kia đúng không bác Trường? Đông người hay sao đấy? Ôi đừng đi. Một điều kỳ lạ là Lử thấy rằng là có bà con đang cõng những cái cây ngô đi leo dốc các bác. Không hiểu tại sao mà sao bà con lại lên trên đấy. Hay là không phải là của bà con hấu chua. Ở phía đằng sau này là vẫn còn một cái thôn bản nữa hay chăng.
anh chỉ khâu nhau mà thôi này tay. Ờ. Anh chỉ mua thừa phù sau á. Hả cả thanh nhau. Ồ, nên té nhau đi lò. Ồ. Mua hoa đét liền này tay. Đét sử lò. À. Bà con là bên theo cái tuyến đường này là còn là một cái thôn bản ở trong kia các bác, thuộc thôn Há Cá Thành. Ui bây giờ phải leo qua cái đoạn đồi này lên nào, còn điều quá kinh khủng các bác, thật sự rất là mệt luôn các bác ạ. Nương của bà con ở khu vực này đó, ở phía bên này thì được đang nghe thấy những cái tiếng máy khoan của bà con ở phía xe này, mời các bác đi cùng sang chỗ của bà con hồng chua. Đó, mọi người đang tập trung đây rất đông này. Ờ chào bà nhá. Nên sao là tôi đi nào? Ờ nên khó đen đi á. Ờ. Đây các bác, đây là cái bể nước này. Ở phía bên trên cũng còn là còn cái ống nước nữa cơ. Chú tập về nào. Chào các anh nhá. Nói
tại một lý á. Nhập bữa xá mà u u. Ngày hôm nay là cả bà con ra đây để sửa nước à? Hôm nay có bảo tất cả cũng nói chung là tháng 30 vụ. Thì là đông là đúng đấy là khu là khu mua là không có nước uống thôi. Không có nước uống đúng không? Đang đảo cá của tất cả là 30 hồ là còn nữa là cầu đá ra có khu đá này cơ nên nối ra là cho đủ đủ nước uống rồi. À. Nên là không có nước là khó lắm. Thế là bây giờ chỗ nhà bác là nước không về nữa? À, nước không về do không để cho nó để một khu nữa là hết rồi mà. Rồi rồi ok. Thế bác cứ đi làm đi, đi giúp bà con đi nhá. Không phải đi xa là từ nó để anh ba mình có xin. À, chỗ này là bây giờ không đủ rồi. Đây này. Cái bể đây là cái bể trước của bà con đấy á. Cái bể trước là lâu là nó cái bể là thế nào rồi. À bình thường là cái này là
bể này hút là về đến tận nhà bác sâu luôn à? Ờ, đúng rồi, có nó bể là không có vì sinh, có là lải là có đuôi mua xi ra đó, còn mua xi là cái bể trước được cái này là lải cái này còn có vì sinh đấy. À, có nghĩa là ngày xưa là chưa có cái nắp bể là uống là nhiều khi là sợ họ vứt đất các thứ vào là không biết đâu đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Chứ là lải cái này thấy là có cái thời gian ra mà có 30 vụ còn là con uống. Đúng rồi, à, mình phải làm cho nó kín vào, phải làm cho nó sạch sẽ. Đúng rồi, con muốn là xa đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, xa đó. Cái này, nhà thế thì nhà không có cái nhà nuôi nấu cơm. Đúng rồi, không có nước nấu cơm. Không có nước rổ mà. Đấy, hôm nay bà con đã tập trung rất là đông đi để sửa lại đường ống nước các bác. Và hôm nay là tất cả các hộ dân của bà con nấu chua. Đúng rồi. Đấy, bác đi làm đi nhá. Bà đi làm đi. Hôm nay đó là 10 ngày có xong. Một ngày là làm xong rồi đúng không? Ừ. Cố gắng. Đấy, trước là cái bể này là của bà con nấu chua các bác. Nó phải cái đường ống nước này nối qua cái bể trong này vào. Nhiều khi là cũng không biết là nó nước bẩn hay là nước ấy thì cũng không biết là vẫn uống rồi các bác. Tại vì là nó ở khu vực trên này thì cũng sẽ không có ai lên đây đâu. Nhưng mà do là khu vực ở bên kia là bây giờ nó bị lún ấy, nó bị sập xuống. Nên bà con phải đào lại và sửa lại cho nó rộng ra một chút đâu các bác. Hiện giờ thì các anh ấy đang khoan ở phía trên này cho nó rộng ra này. Hôm nay là tất cả những các hộ dân của Hồng Chua. Đây là một tập phim rất là đặc biệt đi ở trên kênh nữa là thấy tất cả các hộ gia đình này, trừ những cái hộ mà đã đi làm thuê ở dưới những cái khu công nghiệp á, còn lại những cái hộ đang ở nhà thì bà con tập trung đây lên để sửa những cái đường ống nước. Cái cao mình sẽ cho nó cao cao lâu rồi. Rồi có mình gì có sai ạ. Đây còn đường chạy rồi. Rồi. Nhá chỉ tức phải dài dài mới dài dài. Nhá dài dài sẽ lăn kia đấy. Cái này còn nè ha cái tông mà lá. Lá thật thì nè. Chụp kịp phút sao? Cho khao ô giá ô bỏ. Đào hao thì chứ sao à? Chứ sao à đại sao? Đào chứ đại sao? Đại. Ừ, nó chứ không mà đại sao? Sao giá thì thấp rồi này, họ ăn chứ sao mà? Đúng rồi, để chế của nó ta. Đúng rồi, giống lũ kiểu đó. Đúng rồi, ta cà phê, có cho em chỉ dùng. Khi món tao không? Thì hao ai mình nhớ chào này. Cũng chế tệ phê này, chế ông bố. Đấy, thả tao đó ấy. Nó mới chặt được. Đừng kia nữa, sao thế đừng kia nữa. Đừng kia nữa, 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 đừng kia nữa. Đừng kia nhá à chứ tôi là thọ đó là cá lóc mú, chả hải là chè, cá lóc mú. Nó nhiều. Nó tao tao khó thì khó chứ nó khó. Nè. Không lừa, không lừa, ông nó ông nó có đây chỉ mua mà thế thì nó có đây mua nhiều chè. Tôi giàu thì ông nó. Ai, cái mồm cái cá mà cháu á. Tôi ít có bỏ gì thế à? Hả? Hai đi chứ mình thế à? Áo hai câu chỉ tôi đừng về đâu. À mà phải tôi bảo bạn em mình khá lý về. Cầm cái cá mà cháu á. Nên không có. Tôi nói đấy, cá mà cháu đó. Đi đâu? 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 Đi
我才吃完，那他妈的，我到厨房了，他妈的，他妈的，给刀了，刀了没？都包住了，你那个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 ，你那
thế tiếng thì chỉ cho kết luận nghĩa là tao kết luận rồi, nên tiền chia nó chết thì lỏng ra để cho cá, mà hay là nên tao kết luận là trong một mình chỉ dưa, ấy giống mua, rồi giờ xong tao giống như tao cha mà tao mà tiếp liên nhả thế này, à, nó sẽ không có đâu, nó về một đứa đi, cho nên nó về nhả.哟，弄太老那把，那没啥法拆，咱那上列打的，哎，那个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 ，哎，那我搞新机的，在好安，直接就攞就冇。冇电子就啊，在那做空就偷鸡呢，点不鸡呢？继续继续，美国的。哦，那我不是让你偷鸡，你查去。哎呀，你到底怎么做了？做干鸡又到了，做了鸡哎呀。咋？又是不偷鸡？哦，你要鸡到嘛？你要么说做鸡了？怎么做？伊拉里嘛做锅吃饭偷鸡嘛？海里。哎，我海乌鸡还是对。乌鸡海乌鸡，鸡都偷偷白了。哦，海乌海里，哎呀，白端子过来。喂，大爷，你搞多少包子出来？好啊，我做了。喂。炒的炒的，我不是呐，屁屁啊，你说，他那等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 ，Bye.
Nó ở phía bên này thì anh Lực thấy có bác chờ cùng với hai bà đang sưởi ấm ở bên phía bên này các bác. Thời tiết ở trên này lạnh quá. Đấy, mọi người thì tranh thủ về đây để sưởi ấm hơi tay một chút. Lạnh quá bác chờ. Hả? À. Đấy, đây là nương của bà con luôn. Lấy lại những cái cây ngô để sưởi ấm luôn các bác. Lạnh thật sự luôn ạ. Thế là chiều nay là mới bắt đầu để có thấy có xây lên không? Cái bể này có xây lên không? Không. Hắn đây bổ lo nè, lúc hắn đây bổ lo nè. Lo lo. Lo lo à? Lo lo ít không, bể khó bỏ. Nhân này ý mình gì chứ lúc à? Mình chỉ xin bóng tay tốt lắm. Xin bóng tay tốt tạm, bóng tay tốt tạm. Bóng tay tốt tạm hôn đi hả? Ủa, bé tự phương, chỉ tốt tốt tạm hôn. Không bỏ đây, giờ khó đi là nhóc bổ sau ấy. Chứ giờ khó bỏ. Giờ khó đàn hả mà? Giờ khó đi nè, giờ chỉ bỏ đây. Khá lo bỏ chứ, ổ lo bỏ đây nè. Mà đây là nhân phù hậu lò. Đây nhân hậu mà. Mà ấy chẳng đây, nó chú hậu hả? Chú hậu hả? Ồ. Lúc khó hậu hả? Ồ. Xin lộ mê mê. Mê mê hiểu rồi. Đó thì Lự cũng có hỏi bác chơ rằng là tính nó chiều là cả bà con đấy sẽ có làm luôn cái có xây luôn cái bể không các bác? Thì bác chớ cũng nói rằng là tính nó là bà con là sẽ xây luôn cái bể để cho nó được chắc luôn. Tại vì bên này thì sáng nay thì bà con cũng đã cõng cát cũng với lại bột đấy, cõng là bột đá cũng như là xi măng lên đây hết rồi. Mọi người bây giờ chỉ gọi là đang sửa lại cái nước đầu nguồn đây các bác. Chỗ này thì cứ gọi là chỗ nước đầu nguồn của cả thôn Hú Chua nhé các bác nhá. Do là nó bị sập xuống rồi. Sáng nay thì mọi người cũng đã cõng cát, cõng cả xi măng. Đây các bác. Những buổi tối đây là trong sáng này là mọi người là phân nhau lên, mỗi người sẽ gánh một cái điệu này lên để tí nó sẽ xây luôn. Đấy, có những bà con là cũng mang cả bữa trưa lên khu vực đây các bác này. Đó. Đây là bữa trưa của bà con. Bà con cũng cầm những cái túi, những túi cơm này. Đó, để treo đây lát nữa là sẽ ăn cơm ở đây luôn, sẽ không về nữa. Đó, cả cái khu vực bên kia lửa cũng nhìn thấy có những cái cặp lồng. Có những cái cặp lồng của bà con. Mà có đang đào để tí nữa sẽ xây vây quanh cái khu hình tròn đó các bác. Do thời gian vừa rồi là nó đã bị sập xuống rồi. Ô chưa,
我叫你，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 我叫
không ngủ thôi tôi sẽ ngồi nha tôi sẽ cắt lóc tuần thôi tao sẽ cắt lóc gì này mà cho thôi giấy chút luôn đi lại nhá làm mấy đợt tôi dây chú đẩy lên tên rồi thêm một lọ thêm một cái tô đây mình nhớ đây dù tô này đây dùng gì đây dùng một khâu thế mà bao nhiêu một khâu nhiều cái không nhiều cái này trên có vẻ to đây mà có cái mà chỉ một khâu thôi tao hào luôn đấy, tao ở đâu đấy, đều đó luôn đúng không? Tao một chiếc đó không đi, cái là gì mà ta ở đây à? Lò lò cái thì tỏ, không hiểu chủ 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 ngủ quá, quá chỉ tinh tế vậy, thả này, thả mà sai nó đại chiến mất bộ, sao mà chào nó gì, u nó phát đấy, thiết ta sợ đi rồi, ta sợ hả? Chúa ta là hạ dễ là ní này. Mà nó mà chú dì à, tài liệt thả thế. Em Mai ơi, em là cả sáng nay vất vả quá rồi. Chó đi hả? Chết tí dê nó lo đi. Thay đi. Thì ra cái tàu thảo cho. Thế đó thầm 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 nó từ ở đó nó thả lúa thì mình có bỏ sào à nó cá vàng cá chỉ thả ở chiều mấy chỉ bỏ bỏ sào chỉ rồi rồi mấy nhiều nhớ mà nhão có làm được đó nhưng nhão thì là nhão thì nhiều cái sau nhớ trẻ con mấy chỉ lúa thả lúa ủa thì sao mấy chỉ nó thao nên nó không sao ủa thì không sao ủa thì không sao chứ không là chứ là bỏ cái điện lên cho vợ các bác con thua chó mua sáu mình chả chó mua cái này nhớ chồng lắm rồi đây đâu mà nói chứ chó như vậy cũng hành đi hả nhưng chó mình nhớ mình nhớ lỗ mình nhớ tứ mà em ăn điều rồi thì chó nó khóc rồi hai thì mua sáu rồi nhân cho chi vậy cái tên nào tôi là cái nhớ chả chứng minh từ đây các bác ạ, đây là cái đường ống nước của bà con sau khi mà nhét qua lỗ này để đưa vào đến tận này từng nhà của bà con Hố Chua để ven theo cái đường núi này để đi vào trong 27 hộ dân các bác. Riêng cái khu vực này thì là chỗ những cái hộ gia đình của nhà anh Vừ, anh Xà và anh Súa. Ở khu vực đó thì bà con có một cái bể. Đó, ở đấy thì bà con không cần phải đi sửa các bác. Đó, đây thì những cái hộ dân ở bên chỗ nhà bác Sò, bác Xính. Thì mọi người ngày hôm nay cũng đã ra đây để sửa lại cái nguồn nước của bà con. Và vừa rồi thì các bác cũng được theo chân Lử để đi lên trên cái nguồn nước đầu nguồn của bà con Hố Chua các bác. Nếu các bác thấy video hay và ý nghĩa, các bác hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh Thảo Minh Linh bằng một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để tạo những cái động lực để cho anh em tiếp tục lên trên những cái thôn bản của bà con vùng cao nơi biên cương Tổ quốc. Hiện giờ thì Lử bắt đầu để đi xuống thôi khu vực của nhà anh Súa để xem tình hình tiến độ của bà con trong ngày hôm nay là đập đá đến đâu rồi. Và một lúc nữa thì những hộ dân mới bắt đầu tiến hành để xây lên nhé các bác. Do là ngày trước là cũng đã bị sập nên là bà con phải đào để xây lại. Đó, đây là những cái cây của bà con lát nữa là sẽ cầm đi về các bác. Thế trên này phải leo qua hai ngọn núi mới có thể lên đến cái nguồn nước của bà con. Nên các bác nhớ đăng ký kênh và đón chờ những video mới nhất trên kênh Thảo Minh Linh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo. Cắt có bò bê à? Ồ. Ông một lại bữa từ à? Lại bữa là khác ở đây. Khác ở đây bé? Sao bữa nãy cháu không gặp nhỉ? Cháu bữa đó chỉnh gì à? Lì à? Ồ, vấn đề là cá. Ồ, là cá rồi. Ồ. Thế là bà đi đi sau lưng luôn các bác. Thế kia bắt giờ thì lại tàu này luôn. Hả? Thế kia bắt giờ lại tàu này luôn. Thế kia là bút trái. À là bút trái à? Là bút trái thì tôi phải cái cắt nó luôn. Ồ. Sáng nay là bác chưa là cắt là cho ăn sáng rồi. Xong là bác gái là tranh thủ để đi cắt cho ngày hôm nay luôn các bác. Nó hai vợ chồng thì cũng rất là chịu khó mà cũng
chăm lo cho con bò của mình rất là tốt các bác. Bà bây giờ, bác bây giờ bắt đầu lấy cống đầy về nhà các bác nhá. Đó.